Sau đây là chương trình tổng kết kinh tế tài chính tuần qua của tiến sĩ Tạ Cự Hải. Kính mời quý vị theo dõi. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Wall Street đã đi lên hơn 1.200 điểm kể từ ngày ông Trump đắc cử đến nay. Tổng thống tân cử Donald Trump và Quốc hội chiếm đa số bởi đảng Cộng Hòa sẽ là một môi trường tốt cho thị trường chứng khoán phát triển nhiều hơn trong 4 năm tới. Thị trường chứng khoán tin rằng ông Trump sẽ đem sự phát triển lớn cho doanh nghiệp và giúp gia tăng vận tốc phục hồi của kinh tế Mỹ. Ông Trump đã từng hứa giảm thuế, giảm bớt thủ tục rườm rà và tiêu dùng ngân quỹ cho các dự án trùng tu, xây dựng hạ tầng cơ sở. New York Federal Reserve vừa cho biết hiện có khoảng 6 triệu người vay nợ mua xe đã trả trễ 90 ngày. Tỷ số nợ mua xe thuộc loại subprime auto loan vay tiền với điều kiện dễ dãi đã lên mức cao nhất kể từ năm 2010. Kể từ sau khi cuộc đại khủng hoảng kinh tế chấm dứt, đã có sự gia tăng lớn lao về tiền vay nợ mua xe hơi lên tới mức hơn 1.100 tỷ Mỹ Kim. Hôm thứ Năm mùng 8 tháng 12, công ty Sears và Kmart đã cho biết đã lỗ 748 triệu đô la trong tam cá nguyệt vừa qua so với 454 triệu đô la bị lỗ trong cùng thời kỳ của năm trước. Công ty đã đóng cửa 82 tiệm Kmart và 7 tiệm Sears trong thời gian 3 tháng kết thúc vào tháng 10 vừa qua. Đó là chưa kể, công ty cũng đã đóng cửa 58 tiệm Kmart và 23 tiệm Sears trong 6 tháng đầu năm nay. Hai hệ thống Sears và Kmart đã từng có 4.000 tiệm vào thời điểm năm 2011, nhưng nay chỉ còn lại 1.500 tiệm mà thôi. Công ty Sears Holding là công ty mẹ của Sears và Kmart đã bị lỗ 9.8 tỷ Mỹ Kim kể từ năm 2011 vì công ty đã thua lỗ trong 6 năm liên tiếp. Chứng khoán của công ty đã mất giá 41% từ đầu năm đến giờ. Kinh tế thế giới. Dân Italy đã tổ chức trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 12 vừa qua để sửa đổi hiến pháp. Sự cải đổi hiến pháp thực ra không có ảnh hưởng gì lớn lao đối với hệ thống ngân hàng quốc gia hiện đang rất cần được sửa chữa. Thủ tướng Matteo Renzi đã từ chức sau khi bị thua trong cuộc trưng cầu dân ý. Giới đầu tư có thể lợi dụng cơ hội xáo trộn chính trị này để đòi giá đắt hơn nhiều để cung cấp tiền cho một số ngân hàng đang cần tài chính một cách rất khẩn trương. Một số ngân hàng có thể không có khả năng trả phí tổn cao, phải tìm người hỗ trợ hoặc bailout từ chính phủ. Số lượng ngân hàng chi nhánh tại Italy còn nhiều hơn cả số tiệm bán pizza. Hiện gặp quá nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, e không lo liệu nổi. Không khéo, rồi Italy cũng sẽ bị trắc trở kinh tế, tài chính tương tự như vết xe sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit tại nước Anh hồi tháng 5 vừa qua. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị.